xin chào tất cả bạn. Hôm nay chúng ta sẽ kết hợp cùng nhau với hai cụm từ đó là mắt mũi và mắt xích. Và chúng ta sẽ cùng nhau với hai cụm từ này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với cụm từ mắt mũi. Ok, mình đã viết xong cụm từ mắt mũi. Giờ chúng ta chuyển sang cụm từ thứ hai, đó là mắt xích. Từ xích ở đây sẽ được bắt đầu bằng chữ sờ nhẹ. Ok, chúng ta cùng nhau viết xong hai cụm từ là mắt mũi và mắt xích. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.